bạn nha. Thì mấy anh em mình đang đi cắm trại vô tình phát hiện được một cái ổ ong nha các bạn. Nó ở ngay bụi tre nè. Đây ngay, để tao đưa lên luôn nè. Hoặc vô cho các bạn xem. Quá trời bự rồi. Ôi nó bự kìa. Đây để mình đưa cái cam lên nha các bạn. Đâu? Nó đánh cái cam xinh quá rồi. Cái cam được hết lóc rồi. À. Rồi, né ra đây xuống nè. Đây 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 đây, ổ ong đây các bạn ơi. Wow. Quá trời bự luôn. Trời ơi, sao bắt đó? Diễn hả? Không chơi đen không chơi. Rồi rồi vô đây. Vậy. Vô ra đây, ra đây để tao dưng quà bắt cho. Thì mấy anh em mình cũng xin phép cái chủ ở đây nha các bạn, chú đó nói là cứ bắt đi con. Cho nên mấy anh em mình cũng không khách sáo ha. Trời nặng như mày. Em đi qua. Mày không biết gì hết á, đây là giáp chống đạn nè. Xíu nữa nó có quay xuống đánh á thì này bảo hiểm lại. Bảo hiểm đúng rồi. Khoan nha, khoan. Sao thằng bắt nó đeo bắt mày đeo vậy? Tại vì xíu nữa tao cũng lên bắt à nên tao phải đeo. Rồi lỡ nó chui vô trong đây rồi sao? Nó chui vô thì chịu chứ sao. Mày nặng chết sao tao chạy nổi. Đây nha các bạn, đây là câu ong. Hồi nãy giờ mình hơi khói nó sai hết rồi nha các bạn. Mình chuẩn bị bắt nó nha. Rồi rồi đưa khói tiếp đi. Nè nè Đăng, cam nè. Cái gì? Cam nè, đưa khói, đưa khói. Đây. Không vô để tao lên chặt. Nhả xuống cái nhả, hết nổi rồi. Rồi rồi xuống xuống để tao lên. Lên qua, sai hết rồi. Xuống xuống. Ê, tao đếm tới ba chặt cái là chạy. Chạy sai hết rồi. Mày đừng chạy trước như mày để tao chạy trước. Mày đừng chạy trước như mày để tao chạy trước. Đây đây đúng rồi. Đúng nhẹ đúng không? Nóng lắm rồi. Chụp này lên. Cái gì ông rớt xuống không sao. Ok. Yeah. Ủa mày lấy gì đốt nhỉ? Nhen. Nhen. Đâu hả? Nó mới đưa nè. Rồi. Tao thấy người kia ta cắm mình kia quá trời luôn, tao gom lại tao bỏ lại luôn. Tao ơi, tao lại. Cái nó cúng nó to. Nhưng mà tao cúng mà mày lấy để đốt ong là sao? Anh nhỏ rồi xài luôn đi. Báo tao xin chưa? Suốt ngày. Tao xin rồi. Anh xin ai? Tao nói là cho anh xin mấy cây nhang có gì mấy chú không chịu, có gì tối nay bao về báo mộng với mấy con. Xin. Trời ơi, không phải anh thì chứ. Tao lại còn luôn nè. Mày xin mấy cây nhang mày qua đây mày coi bao nhiêu cây vậy? Nó bứt cả bó con ta đi luôn. Đâu có, tao lấy mỗi khuôn cây mà. Là người ta đốt hết rồi sao mày còn cái đít lại rồi anh lấy đây lên luôn hả? Đúng rồi. Lại mày. Tối mày, nay về có mày, gì mày, người ta mày, kiếm anh thôi. Nha, đi kiếm em. Chặt cái chuyện rớt ông dưới đầu đặt báo rồi. Rồi hết rồi đó. Rồi để ngay rồi nè. Lên. Để xuống lên thật. Giao giao. Bỏ mé bên kia thật. Đúng rồi. Không, để vô mé của tao nè. Mày kệ nó choáng rồi. Hết lóc đại đi nhả, không sao đâu. 1, 2, 3. Ok. Ê, ê. Đây nha các bạn, nguyên cục ong để cái đầu rắn luôn. Rồi rồi mình chặt được con ong rồi, bây giờ mình lên mình lấy luôn nha các bạn. Cầm qua rồi lên lấy đi nhá. Trời ơi sao mà làm khó được. Đây nha các bạn, cho ong nãy giờ anh em mình bắt nè, quá trời mật luôn. Giờ anh em mình sẽ đem xuống rồi cho bạn xem nó nhiều mật cỡ nào nha. Qua chỉ xuống đó qua. Ê sao không sao? Đừng rớt kìa, đừng rớt kìa. Có khói không sao. Thằng ơi xích qua đây, xích qua đây miếng. Đâu à? Nước. Nước nè. Rồi xuống từ từ đi. Rồi. Được chưa? Rồi xuống từ từ. Hạ cánh rồi. Từ từ. Hai cầm mấy cây. Rồi. Hay quá. Xuống luôn. Rồi xuống đây. Cái con này kỳ công quá. Ủa cây còn dài lắm nha. Bước xuống nữa. Xuống. Đúng hết rồi. Ôi, xuống hết nè. Xuống hết rồi. Bước giờ xuống. Tao ngồi xuống luôn rồi đó. Ừ. Từ từ. Cho lên ra nè. Cái này cho nắng đi ra, cái này giật ra. Rồi đi ra đó. Ôi, mệt quá. Ok. Sai hết rồi. Để nó xong luôn. Mệt to luôn. Ôi trời ơi. Quá wow. Ê, wow. Tỉnh em.
không thích. Lấy kiểu, lấy cái kiểu xuống đó đi. Để để để. Cái ngoài này đi, cái ngoài này đi. Mày, quá là hả? Ngồi im đi, ngồi im đi. Bây giờ anh em mình sẽ phủ xuống nha các bạn. Rồi. Im đi. Hớt khói ở đây mà. Bẻ ra luôn. Đúng rồi. À, để tay nó đi. Giọt 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 ha. Ra đi, ra rồi. Dạ. Dạ. Bên đây. Ủa mấy đứa làm gì ổng vậy? Bắt ổng chứ gì không được. Ổng ổng gà gì bự vậy? Nghe bụi tre. Bụi tre đằng kia kìa. Chị nô mình hả? Hơi bị xịn luôn á. Anh cài vô đây ăn chung. Khoan khoan. Mọi người hãy coi cẩn thận coi là nó đã hết ông chưa, để cắn vô một cái là nó chích sưng cái mỏ. Mà bự quá nha. Rồi bây giờ cho anh hai ăn trước luôn. Thôi cho anh luôn đi chứ cho anh hai ăn gì. Không. Phải là ăn trước cơ. Ăn trước đi. Đây. Cho anh Kha ăn trước luôn. Anh Kha lớn mà. Ôi này con mà con. Có gì mà ông quýnh là quýnh Kha chứ chứ không có ai đâu. Đảo à. Đây. Cứ táp đại đi anh Kha. Cứ táp đi anh Kha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh biết cách nào đúng không? Sao ra? Xe ngoài, xe mực. Quá ngon ăn này rồi. Qua. Ngọt không á? Mực ông không ngọt chứ gì ngọt anh Kha. Đây nha bạn. Mực nguyên chất là nó sẽ vàng như thế này. Đây đây quay kỹ vào. Con gì vậy? Quay kỹ vô. Nè cho quà trước nè. Công lớn ghi dấu ông xuống. Bái đi ăn đi. Cái gì vậy? Anh nhiễu cái súng. Anh nhiễu rồi, nhiễu rồi. Ai? Dính rồi, dính rồi. Nè 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 nè. Nè từ từ nè, từ từ nè. Chạy quá. Thật không? Thật không hợp. Hứng mặt bò. Lên lên lên. Đặng đây đặng. Bà vô luôn. Hành vô nè. Hai bạn gái đi nè. Ừ. Ui, Nguyên cắn cái cho đã Nguyên. Từ từ lên nó nhiễu kìa. Ui. Nhiễu kìa. Nhanh lên. Mày ơi ngưng lên. Lẹ. Lẹ đặng ơi. Tao mày. Vô. Đem đem chứ. Ui nhiễu dốc luôn kìa. Chắc là hứng hứng lẹ thật. Ừ. Đậu không? Ăn muốn chặt luôn á trời. Thôi. Ngon quá. Đúng nè, ông chè hả? Ông gừng. Mà ông ke. Ông chè đúng không? Ừ. Mà ông ke. Nè, chảy luôn. Ơi từ từ. Ngọt đây, nha. Ăn nhiều quá có sai không bạn? Sai á. Thấy chứ lần này rồi đó. Cái này chóng mặt. Ông bắt cái đầu hả? Ngon quá. Cầm đi. Ăn Kha ăn đi. Trời ơi. Kha cắn cái nữa nè. Cái lộ đàn cắn cái nữa. Sao anh không cắn liếm? Quá ngọt, ngọt quá. Tới em nè. Hết luôn đi thật. Ôi. Thôi thì bây giờ để cho tụi nó ăn nha các bạn. Mình cắn hai cái ngập mồm là được rồi. Thì bây giờ chắc mấy anh em cũng kết thúc video luôn các bạn ơi. Tại vì anh em mình phải đi chế biến món BBQ rồi. Thôi nếu mà các bạn nào thấy video này hay á, cho mấy anh em một like nè. Được đăng ký kênh ủng hộ mấy anh em mình nha. Còn bây giờ thì anh em mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, bye.